vị đang đến với bản tin quốc tế sáng của FBNC. Khi những pha giang binh quyết liệt của Trung Quốc ngày càng có tín hiệu tăng độ hơn với Đài Loan, những lo ngại và sự căng thẳng không còn chỉ nằm ở riêng hòn đảo, mà các nước láng giềng xung quanh cũng rơi vào tình trạng căng như dây đàn. Điển hình là lần đầu tiên trong thời hậu chiến, lục quân, hải quân và không quân Nhật Bản đã hiệp đồng tác chiến trước sức ép Trung Quốc. Trong lúc đó, trên đấu trường ngoại giao, Mỹ-Trung lại lời qua tiếng lại vì câu chuyện Đài Loan, khi Ngoại trưởng Mỹ thẳng thắn đánh giá cách tiếp cận Đài Loan của Trung Quốc. Trong khi đại sứ Trung Quốc cảnh báo Mỹ sẽ bị gầy ông đập lưng ông vì Đài Loan. Ở một tín hiệu tích cực khác cho hòn đảo, Tổng thống Honduras lại lên tiếng khẳng định tình bạn sắt son với Đài Loan. Màn giao tranh đối đầu kịch liệt giữa Mỹ-Trung không chỉ dừng lại ở khu vực eo biển Đài Loan, mà trên mặt trận biển, tuyến hàng hải quan trọng mang tính chiến lược của thế giới Biển Đông đang liên tục nổi sóng gió vì những màn long tranh hổ đấu của hai cường quốc. Trước tình thế này, các chuyên gia đã cảnh báo Biển Đông cần bộ quy tắc mới nếu không muốn tan hoang khi Mỹ-Trung tranh đấu. Những thông tin đáng chú ý khác trên chính trường thế giới: nghi Nga lăm le, Ukraine cấp tốc xây căn cứ hải quân ở biển Azov; Ba Lan mua 300 xe bọc thép hộ báo của Mỹ; Tây Ban Nha giải cứu gần 100 người di cư trên biển, 8 người tử vong; hàng chục người gặp nạn do lũ cuốn ở bang Washington và Oregon, Mỹ; đặc phái viên khí hậu của Bangladesh chỉ trích COP26 là thất bại tuyệt đối. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 15 tháng 11 ngay sau đây. Những lần điều động binh tài khí lực đầy quyết liệt của Trung Quốc xung quanh Đài Loan trong thời gian gần đây không chỉ mang lại sự căng thẳng tột độ cho hòn đảo, mà những nước láng giềng xung quanh cũng không thoát khỏi nỗi lo. Đơn cử như Nhật Bản đã dự trù cho việc quân giải phóng nhân dân Trung Quốc POA sẽ bao vây vùng biển phía đông và nam Trung Quốc khi muốn tiếp cận Đài Loan, khu vực có chuỗi đảo Nancy mà Nhật Bản tuyên bố chủ quyền, bao gồm cả quần đảo Senkaku Điếu Ngư mà Nhật Trung cùng tranh chấp. Do vậy, lực lượng phòng vệ Nhật Bản SDF trên mặt đất sẽ phải gấp rút chuyển đổi hình thức chiến đấu ngay từ bây giờ để gia tăng binh lực có thể triển khai nếu một cuộc chiến trên đấu trường biển nổ ra. Những binh sĩ là thành viên của đơn vị hỗ trợ hậu cần của lực lượng mặt đất, chuyên cung cấp vũ khí và lương thực cho tiền tuyến thông qua đường bộ, cũng phải chuyển đổi sang nghiên cứu vận tải biển trong thời gian gần đây. Việc quân đội mặt đất và hàng hải ra sức huấn luyện hiệp đồng tác chiến đã đánh dấu bước tăng đô trong chiến lược phòng vệ của Nhật Bản để đối mặt với những thách thức mới từ Trung Quốc. Khi lực lượng phòng vệ mặt đất tổ chức một cuộc diễn tập ở Kyushu từ tháng 9 đến tháng 11, tàu đổ bộ lớp Osumi của lực lượng phòng vệ hàng hải JSC Mokita đã tham gia. Tờ Nikkei trích lời tham mưu trưởng SDF mặt đất Nhật Bản cho biết, SDF mặt đất không có kinh nghiệm điều hành hoặc điều hướng tàu. Chúng tôi sẽ được đào tạo từ SDF hàng hải và trau dồi kỹ năng cùng với họ. Theo nguồn tin từ Nikkei, quân đội Nhật Bản trước nay có truyền thống hoạt động độc lập. Lục quân và hải quân sẽ không hoạt động cùng nhau theo một chiến lược. Tuy vậy, trong bàn cờ thế thời hiện đại với quá nhiều những thách thức trên khắp mặt trận diễn ra cùng lúc, SDF đã cố gắng học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ. Đơn cử như Học viện Quốc phòng của Nhật Bản hiện tại đã bắt đầu đào tạo nhân lực cho các lực lượng mặt đất, hàng hải và hàng không cùng nhau, không giống như hệ thống trường học riêng biệt của thời kỳ trước chiến tranh cách đây khoảng 7 thập kỷ. Một thế trận điển hình mà phía Tokyo đã dự trù trước khi cuộc chiến ở eo biển Đài Loan nổ ra, đó là lực lượng SDF trên biển và trên bộ sẽ phối hợp sử dụng tàu khu trục đa năng lớp Izumo làm tàu sân bay, sau đó triển khai các máy bay chiến đấu F-35B mới nhất trên bon của mình. Trong phòng thủ tên lửa, các bộ phận mặt đất, hàng hải và trên không của SDF đang kết hợp các hệ thống máy tính tương ứng của họ để tăng độ chính xác trong đánh chặn. Cũng liên quan đến câu chuyện Đài Loan, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã vừa mới bày tỏ quan ngại về cách tiếp cận Đài Loan của Trung Quốc đối với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, đồng thời kêu gọi các biện pháp đảm bảo cung cấp năng lượng toàn cầu trước cuộc hội đàm quan trọng sắp tới giữa Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo Thời báo Hoàn Cầu, ông Vương đã đáp lời ông Blinken bằng cách cảnh báo Mỹ không ủng hộ Đài Loan độc lập. Trong một tuyên bố, từ người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price hồi cuối tuần trước đã cho biết, Ngoại trưởng Antony Blinken đã nói chuyện với Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị vào ngày 12 tháng 11. Cả hai vị bộ trưởng đã thảo luận về việc chuẩn bị cho cuộc gặp trực tuyến sắp tới của Tổng thống Biden với Chủ tịch Tập Cận Bình. Lưu ý, cuộc gặp là cơ hội để hai nhà lãnh đạo thảo luận về cách thức để quản lý một cách có trách nhiệm sự cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Theo thông cáo, ông Blinken kêu gọi Bắc Kinh tham gia đối thoại để giải quyết vấn đề Đài Loan một cách hòa bình.
Ngoại trưởng Mỹ đã nhấn mạnh mối quan tâm lâu dài của Hoa Kỳ đối với hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan và bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc tiếp tục gây áp lực quân sự, ngoại giao và kinh tế đối với Đài Loan, ông Price nói. Cũng theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Blinken cũng đã thảo luận với người đồng cấp Trung Quốc về việc phục hồi GDP toàn cầu do lạm phát và gián đoạn chuỗi cung ứng. Trong đó, ông Blinken nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện các biện pháp để đảm bảo cung cấp năng lượng toàn cầu, cũng như đảm bảo việc biến động giá cả không ảnh hưởng đến sự phục hồi kinh tế toàn cầu. Ở phía ngược lại, trong khi Ngoại trưởng Mỹ đang thẳng thắn đánh giá cách tiếp cận Đài Loan của Trung Quốc, thì Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương đã chỉ trích Mỹ đang cố gắng sử dụng các vấn đề Đài Loan như một đòn bẩy để kiểm soát Trung Quốc và cảnh báo Mỹ chắc chắn sẽ bị gậy ông đập lưng ông. Trong cuộc họp thường niên năm 2021 của Liên minh vì sự thống nhất hòa bình của Trung Quốc tại San Francisco dưới hình thức trực tuyến, Đại sứ Tần Cương chỉ ra rằng chính quyền của Đảng Dân chủ Tiến bộ DPP của Đài Loan đã kích động đối đầu xuyên eo biển, thông đồng với các thế lực bên ngoài và đưa ra các hành động khiêu khích đòi độc lập. Người dân Đài Loan bị cưỡng chế vào cỗ xe Đài Loan độc lập. Ông Tần lưu ý rằng những hành động này đã gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích cơ bản của quốc gia Trung Quốc và lợi ích sống còn của Đài Loan, đồng thời gây nguy hại nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Bài phát biểu của ông Tần đưa ra cùng ngày khi Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có cuộc điện đàm. Ông Tần còn đưa ra lời cảnh báo trong bài phát biểu của mình rằng chúng tôi sẽ tăng gấp đôi nỗ lực để thúc đẩy sự phát triển tích cực ở khu vực eo biển Đài Loan, nhưng chúng tôi không hứa từ bỏ việc sử dụng vũ lực và bảo lưu phương án sử dụng mọi biện pháp cần thiết. Chúng tôi kêu gọi Mỹ tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc và cam kết của họ với Trung Quốc, xử lý vấn đề Đài Loan một cách thận trọng và đúng đắn, đồng thời tránh bất kỳ xung đột và đối đầu nào giữa hai nước do vấn đề Đài Loan gây ra. Ở một tín hiệu tích cực khác trên trường quốc tế mà Đài Loan nhận được, vào hôm 13 tháng 11, Tổng thống sắp mãn nhiệm của Honduras John Orlando Hernandez đã khẳng định chuyến thăm Đài Loan của ông là minh chứng sắt đá cho sự ủng hộ mạnh mẽ mà quốc gia Trung Mỹ dành cho hòn đảo vào thời điểm căng thẳng địa chính trị ngày một leo thang. Cụ thể, tại cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn trong khuôn khổ chuyến thăm 3 ngày đến hòn đảo, ông Hernandez đã nhấn mạnh, khó khăn mới thấy được chân tình, vào chính thời điểm khu vực eo biển dậy sóng, chúng tôi có mặt ở đây để chứng minh rằng Honduras và Đài Loan là những người bạn thực sự. Chúng tôi hy vọng sẽ làm sâu sắc thêm tình hữu nghị và quan hệ ngoại giao song phương trong hoặc ngay cả sau nhiệm kỳ tổng thống của tôi. Bà Thái Anh Văn cho biết, cuộc gặp vừa qua vô cùng có ý nghĩa. Nó đánh dấu việc Honduras là quốc gia đồng minh châu Mỹ Latin đầu tiên thăm Đài Bắc kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, đồng thời là dấu mốc kỷ niệm 80 năm quan hệ ngoại giao giữa Honduras và Đài Loan. Nhà lãnh đạo Hernandez bày tỏ hy vọng đất nước ông và Đài Loan sẽ củng cố mối quan hệ chặt chẽ hơn nữa trong phát triển kinh tế, thương mại, giáo dục và công nghệ. Thông qua Honduras, Đài Loan có thể thâm nhập vào thị trường Mỹ Latin. Ngược lại, nhờ Đài Loan, Honduras có thể tiếp cận thị trường châu Á, ông nói. Vị Tổng thống Honduras cũng cho biết nước này đang tăng cường phát triển cơ sở hạ tầng để trở thành một trung tâm hậu cần toàn cầu. Hiện quốc gia Trung Mỹ đã mở rộng cảng Puerto Coast, nơi có thể rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa từ Thái Bình Dương đến Đại Tây Dương chỉ trong vòng 7 giờ. Ông cũng thúc giục các công ty Đài Loan tăng cường đầu tư vào Honduras. Đáp lại, bà Thái nói rằng Đài Loan và Honduras đã có những hợp tác chặt chẽ như trao đổi công nghệ nông nghiệp trồng bơ. Phía Đài Bắc đã xây dựng chuỗi sản xuất, tiếp thị và thu mua ở quốc gia Trung Mỹ này. Ngoài trao đổi công nghệ nông nghiệp, thương mại song phương giữa Đài Loan và Honduras đang không ngừng tăng lên. Hiện Honduras là nhà cung cấp tôm chân trắng chính cho Đài Loan. Đáng nói là chuyến thăm của vị Tổng thống Honduras diễn ra chỉ vài tháng trước khi nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai của ông kết thúc và có thể từ đây quan hệ Honduras với Đài Loan sẽ rẽ sang trang khác. Xiomara Castro, một trong những ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 28 tháng 11, đã tuyên bố sẽ chuyển Honduras sang công nhận Trung Quốc thay vì hòn đảo Đài Loan nếu đắc cử. Theo Taipei Times, chiến lược cô lập Đài Loan về mặt ngoại giao của Trung Quốc đã khiến Đài Bắc hiện chỉ còn 15 đồng minh chính thức. Chính quyền Đài Bắc cho biết Bắc Kinh sẽ làm mọi thứ có thể để gạt bỏ các đồng minh ngoại giao của hòn đảo, mặc dù những lời mà ông lớn châu Á dùng để dụ dỗ các nước này chẳng khác nào thùng rỗng kêu to. Nếu như vấn đề Đài Loan trở thành một mồi lửa bất hòa âm ỉ giữa Mỹ và Trung Quốc, thì Biển Đông, tuyến đường thủy quan trọng về mặt chiến lược này đã trở thành đấu trường chính cho cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Trong khi Trung Quốc vì yêu sách lãnh thổ vô lý của mình đã liên tục vướng vào một loạt tranh chấp với các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei, thì Mỹ cùng các đồng minh phương Tây đã quyết liệt thể hiện những động thái khẳng định quyền tự do hàng hải chung trên biển. Nguồn tin từ South China Morning Post còn cho biết Trung Quốc đã và đang xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự của mình ở Biển Đông trong những năm gần đây.
Trước tình thế căng thẳng này, các nhà quan sát khu vực cảnh báo các quy định an ninh hiện tại ở Biển Đông không đủ để ngăn căng thẳng vượt khỏi tầm kiểm soát. Do vậy, các nhà quan sát khu vực đã kêu gọi một nỗ lực mới để thống nhất một bộ quy tắc ứng xử trên biển. Harizan Haji, giám đốc điều hành của Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Malaysia, phát biểu tại một cuộc hội thảo về Biển Đông được tổ chức tại Tam Á trên đảo Hải Nam miền Nam Trung Quốc rằng, chúng tôi đã chứng kiến việc quân sự hóa ngày càng tăng từ các hoạt động khai hoang, các hoạt động hải quân và hàng hải được công khai một cách nghiễm nhiên, và các cuộc xâm nhập thường xuyên hơn vào các vùng lãnh thổ tranh chấp, cũng như quấy rối các hoạt động đánh bắt hải sản và khai thác hydrocarbon. Kể từ đầu những năm 1990, ASEAN đã thiết lập nhiều quan hệ đối tác và đối thoại với các quốc gia khác nhau để đảm bảo an ninh và ổn định của Biển Đông, nơi 1/3 lượng hàng hải toàn cầu đi qua hàng năm. Chúng bao gồm các hội nghị thượng đỉnh với các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Úc và Mỹ, cũng như các cơ chế đa phương như diễn đàn khu vực ASEAN và hội nghị cấp cao Đông Á. Thế nhưng, mặt trận biển đã thay đổi cục diện trong thời gian gần đây. Cuối tháng trước, một nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm của Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận chung ở Biển Đông với một tàu khu trục trực thăng của Nhật Bản ngay khi ASEAN bắt đầu hội nghị thượng đỉnh thường niên. Các cuộc tập trận chung được coi là phản ứng đối với các cuộc tập trận chung giữa Trung Quốc và Nga ở Biển Đông. Nhưng một số nhà quan sát khu vực cho rằng đây có thể là một lời nhắc nhở rằng đã đến lúc ASEAN cần xem xét lại các cơ chế an ninh của mình. Theo Mark Valencia, một học giả cấp cao tại Viện Nghiên cứu Biển Đông Quốc gia, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Hải Nam đã cảnh báo, các hội nghị thượng đỉnh ASEAN đã đến và đi, nhưng mối đe dọa lớn nhất đối với ASEAN cũng như hòa bình và ổn định trong khu vực vẫn còn đó, và chúng ta đang chứng kiến một cuộc đối đầu Mỹ-Trung đang leo thang ở Biển Đông. Trong khi ASEAN đã nhiều lần khẳng định về nguyên tắc trung lập, nhưng các thành viên của ASEAN lo ngại rằng họ sẽ bị buộc phải chọn phe nếu sự cạnh tranh giữa các cường quốc như Trung Quốc và Mỹ tiếp tục gia tăng. Học giả Valencia gợi ý rằng ASEAN có thể nói rõ với cả Trung Quốc và Mỹ, việc quân sự hóa ở Biển Đông là không được hoan nghênh. Theo South China Morning Post, Trung Quốc và ASEAN đang đàm phán về một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông có thể giúp kiềm chế căng thẳng và đã gặp nhau vào đầu tuần này cho vòng đàm phán thứ 34. Sau đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ đã thảo luận về dự thảo văn bản và đạt được tiến bộ tích cực. Tuy nhiên, theo Safia Muhibat, Giám đốc Bộ phận Quan hệ Quốc tế tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Indonesia, các cuộc đàm phán vẫn chưa giải quyết được một số vấn đề gây tranh cãi, bao gồm các cách giải thích khác nhau về các hoạt động được đề cập trong quy tắc, quy chế pháp lý và phạm vi địa lý của nó. Bộ quy tắc cũng có thể cần nêu rõ vai trò của các cường quốc ngoài khu vực, đặc biệt là Hoa Kỳ, làm rõ quy trình để các quốc gia khác ký kết giải trình về bất kỳ vi phạm nào. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hồi tháng 8 cho biết, ông hy vọng bộ quy tắc này có thể được ký vào năm sau, khi Campuchia đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN. Nhưng Giám đốc Muhibat cho rằng, nói trước thường bước không qua, mọi chuyện cần phải có thời gian trả lời. Liên quan đến căng thẳng ở Biển Đen, hôm 13 tháng 11, Ukraine tuyên bố sẽ đẩy nhanh việc xây dựng một căn cứ hải quân tại cảng Berdyansk để ngăn chặn việc Nga từng bước giành quyền kiểm soát biển Azov chảy qua Crimea. Được biết, kế hoạch trên đã được tân Bộ trưởng Quốc phòng của Ukraine Oleksiy Zhetnikov công bố sau chuyến thăm Berdyansk trong bối cảnh phương Tây bày tỏ nghi ngại việc Nga điều quân đến gần biên giới Ukraine và cảnh báo Moscow có thể bất ngờ phát động một cuộc tấn công. Phía Nga đã bác bỏ những cáo buộc trên và tố Mỹ mới là bên gây hấn khi tổ chức các cuộc tập trận quân sự với Ukraine quái đảo Biển Đen. Hồi năm 2018, Ukraine đã công bố kế hoạch xây dựng căn cứ ở Berdyansk sau khi mất các căn cứ quân sự trên bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập vào năm 2014, trước khi hỗ trợ lực lượng ly khai chiến đấu ở miền đông Ukraine. Moscow kể từ đó đã nắm quyền kiểm soát trên thực tế đối với eo biển Kerch, lối đi từ Biển Đen đến biển Azov, nơi có hai cảng lớn của Ukraine là Berdyansk và Mariupol. Trong tuyên bố của mình, ông Zhetnikov nói rằng các hành động của Nga ở Azov và Biển Đen đã làm tăng thêm rủi ro an ninh và tạo ra các mối đe dọa có hệ thống đối với hoạt động vận tải biển. Sau khi chiếm đóng Crimea và một số phần của miền đông Ukraine, Nga cũng đang muốn chiếm lấy biển Azov, ông cảnh báo. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Błaszczak vừa cho biết nước này sẽ mua 300 xe bọc thép Cougar MREB đã qua sử dụng từ Mỹ. Việc trang bị loại khí tài này là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng trên bộ của Ba Lan. Được biết, những chiếc Cougar này có biệt danh hổ báo, có khả năng chống mình, bảo vệ quân đội trước đợt phục kích. Theo dữ liệu từ General Dynamics Land System, biến thể dẫn động 4 bánh của Cougar có thể chở một nhóm 6 người và đã được Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ sử dụng từ năm 2004. Ông Blackjack đang dòng Street đánh giá, chúng là những phương tiện đã được kiểm chứng chất lượng mà quân đội Mỹ đã triển khai thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài trong nhiều năm qua. Theo vị bộ trưởng, những chiếc Cougars sẽ được chuyển giao cho lực lượng vũ trang Ba Lan vào cuối năm 2022.
Hợp đồng cũng bao gồm một gói dịch vụ hậu cần và đào tạo, hiện giá trị của thương vụ không được tiết lộ. Được biết gần đây, Ba Lan đã triển khai hàng loạt đợt mua thiết bị quân sự của Washington. Tháng 7 năm ngoái, ông Blacksack cũng cho biết nước này sẽ mua 250 xe tăng M1A2 Abrams SEP V3 của Mỹ để nâng cao khả năng tác chiến bọc thép so với nước láng giềng Nga. Trong một thông tin đáng chú ý khác, Triều Tiên đang đối mặt với bối cảnh khủng hoảng kinh tế và thiếu lương thực trầm trọng. Do đó, nguồn tin từ Republic World cho biết, cách đây vài ngày, một nhóm người Triều Tiên đã đến Đan Đông của Trung Quốc bằng hình thức không chính thống để tìm kiếm những nhu yếu phẩm khẩn cấp khi biên giới giữa hai quốc gia đã mở lại gần đây sau khi bị đóng cửa để kiểm soát sự gia tăng của ca nhiễm coronavirus. Theo các nguồn tin, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế ở Triều Tiên, nhóm người Triều Tiên đã yêu cầu chính quyền Trung Quốc ở Đan Đông cung cấp dầu ăn và gia vị, vật tư xây dựng và vải may mặc. Nguồn tin từ người dân xung quanh khu vực đường sắt ở Đan Đông cho biết, nhóm người này đã đến Trung Quốc bằng cách trà trộn vào đoàn sửa chữa đường sắt. Về tình hình hiện tại ở Triều Tiên, mùa màng ảm đạm đã làm dấy lên lo ngại rằng quốc gia này sẽ phải hứng chịu một nạn đói giống như nạn đói đã tàn phá đất nước vào những năm 1990. Được biết, Triều Tiên gần đây đã mở lại các tuyến hàng hải trong nỗ lực phục hồi nền kinh tế đang trì trệ của mình. Theo The Korea Herald, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng đã ra lệnh để tái khởi động giao dịch với Bắc Kinh trong bối cảnh phải đảm bảo các quy định phòng dịch COVID-19. Bởi việc Triều Tiên đóng cửa biên giới Trung Quốc và các cửa khẩu quan trọng khác đã khiến nền kinh tế nước này rơi vào cảnh lao đao. Tuần duyên Tây Ban Nha vừa giải cứu hai tàu di cư ở ngoài khơi quần đảo Canary vào rạng sáng ngày 14 tháng 1. Hai phương tiện này chở theo 97 đàn ông và một phụ nữ được phát hiện cách quần đảo xa bờ của Tây Ban Nha khoảng 65 km. Dù được giải cứu, 8 người di cư đã thiệt mạng, 3 người khác gặp tình trạng nguy kịch được trực thăng chở tới bệnh viện. Theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, hơn 13.000 người đã vượt biển đến quần đảo Canary từ đầu năm đến ngày 30 tháng 9 2021, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2020, có hơn 23.000 người di cư đến đảo Tây Ban Nha, cao gấp 8 lần so với năm 2019. Tình trạng bạo lực, xung đột, dịch bệnh, nghèo đói, cùng cực đã dẫn đến làn sóng di cư tràn lan từ châu Phi. Đám cháy kinh hoàng đã bùng lên ở kho nhiên liệu thuộc nhà máy lọc dầu Pertamina của Indonesia, cụ thể là ở huyện Cilacap, miền Trung Java, theo tập đoàn Pertamina cho biết vào ngày 13 tháng 11. Tập đoàn đã khẩn trương dập lửa, ngăn cản đám cháy lan rộng. Trước đó, họ khẩn trương sơ tán tất cả công nhân đến nơi an toàn. Đám cháy bùng lên khoảng 19 giờ 20 phút tối 13 tháng 1, hiện chưa rõ nguyên nhân. Video của Reuters cho thấy bầu trời biến thành màu cam, bao trùm trong khói lửa dày đặc. Phát ngôn viên tập đoàn Pertamina cho biết đám cháy chỉ ảnh hưởng trực tiếp kho dự trữ và họ sẽ giám sát tình hình xem có cần tạm ngưng hoạt động nhà máy hay không. Nhà máy lọc ở Cilacap là một trong những cơ sở lớn nhất của tập đoàn với công suất 348.000 thùng mỗi ngày. Đội cứu hộ giải thoát thành công hai cư dân bị mắc kẹt trong mưa lũ ở thành phố Seattle, bang Washington vào cuối tuần trước. Theo đài NBC đưa tin, hiện không rõ tình trạng các nạn nhân. Mặt khác, 20 người đã bị mắc kẹt khi lũ bất ngờ càn quét công viên giải trí ở bang Oregon. Sau đó, họ cũng được tuần duyên Mỹ dùng trực thăng giải cứu an toàn vào hôm thứ Sáu. Cơ quan thời tiết thành phố Portland cho hay, lũ sẽ tiếp tục diễn ra ở nhiều vùng ven biển thuộc hai bang Oregon và Washington sau khi lượng mưa lớn từ 10 đến 25cm dự báo trút xuống vùng Tây Bắc Thái Bình Dương của Mỹ trong vài ngày tới. Trước những hậu quả khôn lường từ thảm họa thiên nhiên, hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu COP26 được xem là cứu cánh quan trọng trong thời điểm hiện tại. Tuy vậy, đặc phái viên khí hậu của Bangladesh đã gọi kết quả COP26 vào thứ Bảy 13 tháng 11 là một thất bại tuyệt đối. Đặc phái viên khí hậu của Bangladesh, ông Selimul Hood, chỉ trích việc các quốc gia giàu có đã không thực hiện tốt cam kết tài chính khí hậu trị giá 100 tỷ đô la Mỹ cho các quốc gia nghèo hơn để khắc phục biến đổi khí hậu theo mục tiêu đặt ra từ năm 2019. Đó là bản án tử hình dành cho những người nghèo nhất trên hành tinh và rằng những quốc gia gây ô nhiễm bậc nhất lại như đang nói rằng chúng tôi không quan tâm, chúng tôi sẽ không cho các bạn một xu, ông Selimul Hood bức xúc chia sẻ. Trong hội nghị, một loạt chính phủ giàu có đã tăng cường cam kết mới, tổng trị giá khoảng 960 triệu đô la Mỹ cho hai quỹ quan trọng do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn nhằm giúp các quốc gia dễ bị tổn thương thích ứng với biến đổi khí hậu. Thế nhưng số tiền cam kết vẫn thấp hơn nhiều so với mức 70 tỷ đô la hàng năm mà Liên Hiệp Quốc đánh giá là các nước đang phát triển cần phải đưa ra hiện tại. Theo Liên Hiệp Quốc, nếu tính cho đúng, số tiền có thể tăng lên 300 tỷ đô la một năm vào năm 2030. Theo Reuters, sau một màn đàm phán kịch tính đến phút cuối về giai đoạn từ giảm hoặc dừng hoàn toàn liên quan đến việc sử dụng than, các cuộc đàm phán đã kết thúc với một thỏa thuận toàn cầu.
nhằm duy trì hy vọng hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C và do đó duy trì cơ hội thực tế cứu thế giới khỏi thảm họa biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết, thỏa thuận đã bày tỏ lo ngại về việc một số nơi trên thế giới hiện nay đã không còn ở ngưỡng an toàn nếu hành tinh nóng thêm một chút nào nữa. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế sáng hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức nóng và mới nhất trên thế giới trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!